vụ hè thu đang uh, thu hoạch rộ, sản lượng nhiều, nhưng do dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, nhân công uh, bị thu hoạch uh, thì bị hạn chế và dễ dẫn đến tình trạng thương lái ép giá. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề xuất là chính phủ cho phép tăng thu mua tạm trữ lúa hè thu để nông dân yên tâm cũng như là kích cầu sản xuất vụ thu đông. Đến nay thì lúa hè thu mới thu hoạch được khoảng 600.000 ha và trong tháng 8 tháng 9 thì sẽ có sản lượng lúa hàng hóa cao nhất. Vụ lúa thu đông thì không chỉ cung cấp lương thực mà còn cung cấp giống cho vụ đông xuân cuối năm. Nếu sản xuất tốt thì sẽ đảm bảo cung cấp nguồn giống cho vụ này. Theo Cục Trồng Trọt, tổng diện tích xuống giống toàn vùng Nam Bộ vụ hè thu năm 2021 là gần 1,6 triệu hectare, sản lượng ước tính đạt hơn 9,9 9 0 triệu tấn. Ở riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long thì xuống giống là hơn 1,5 triệu hecta, sản lượng ước tính đạt hơn 8,5 triệu tấn.